con này nó đã chạy luôn này các bạn ạ. Nó chạy luôn rồi. Và mình tắt đi một con mạng. Đây các bạn này. Đấy. Khi mà mình tắt đi bật lại thì cái dãy nét, 4 cái dãy nét dưới này nó đang nhảy chập chờn này. Nó đang nhảy các bạn này. Đấy. Thì chính tỏ là nó đang nổi. Đấy các bạn nhìn này. 1, 2, 3, 4 cái dãy nét dưới nó đang nổi, cho nên là nó nhảy như thế này. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra xem tại sao nó nhảy như thế này.